Xin chào các bạn. Ở trong video này tôi sẽ nói về cổng thanh toán quốc tế. Có rất là nhiều cổng thanh toán, tuy nhiên thì tôi là người chia sẻ về Shopify cho nên những cổng thanh toán liên quan đến Shopify và phù hợp với Shopify, phù hợp với mô hình dropshipping thì tôi sẽ chia sẻ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hiểu cơ bản về thế nào là một cổng thanh toán quốc tế. Có rất nhiều bạn mới bắt đầu làm quen với kinh doanh online thường dễ bị nhầm lẫn giữa các cổng thanh toán, thẻ thanh toán, dịch vụ thanh toán và các ví điện tử. Và chúng ta cũng phân ra làm hai loại đó là cổng thanh toán quốc tế và cổng thanh toán nội địa. Đối với một cổng thanh toán quốc tế, bạn có thể nhận tiền xuyên biên giới, nhưng đối với một cổng thanh toán nội địa thì chúng ta chỉ có thể nhận tiền đối với những khách hàng ở Trung Quốc gia của chúng ta. Và với một cổng thanh toán quốc tế thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta nhiều các loại tiền tệ khác nhau, có nghĩa là hầu như tất cả các loại tiền tệ đều có thể thanh toán và giao dịch một cách dễ dàng trừ một số các quốc gia bị cấm vận. Và các cổng thanh toán này bạn có thể gắn nó vào các cái website bán hàng riêng của bạn. Khách hàng chọn sản phẩm, sau đó họ tiến hành thanh toán, họ nhập thẻ thanh toán của họ vào và thanh toán cho bạn. Đây là khái niệm cơ bản về cổng thanh toán quốc tế. Chúng ta sẽ có một số các cổng thanh toán phổ biến như thế này. Đây là một số cổng thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay. Chúng ta có thể kể đến đó là PayPal, to checkout Klarna, Stripe, Shopify Payment, Authorize.net và Square. Đây được coi là những cái cổng thanh toán phổ biến nhất hiện nay và uy tín nhất hiện nay. Thực ra trên thế giới thì nó còn rất nhiều cổng thanh toán. À, tuy nhiên, những cổng thanh toán nào là những cổng thanh toán an toàn, nó vừa an toàn cho người bán và an toàn cho cả người mua thì mới được nhiều người sử dụng. Thì đây là một số cổng thanh toán phổ biến và các cổng thanh toán này nó giống và khác nhau như thế nào thì có rất là nhiều cách để chúng ta phân loại các cổng thanh toán. Tuy nhiên đối với tôi thì tôi thường phân loại theo hai hình thức đó là thanh toán gián tiếp và thanh toán trực tiếp. Thì đây là hai nhóm cổng thanh toán tương ứng với hai hình thức thanh toán. Đối với hình thức thanh toán gián tiếp thì nó sẽ gồm có các cổng thanh toán như là PayPal, To Check Out. To Check hiện tại họ đổi tên đó là Verifone. Thứ ba đó là Klarna và Crew và còn rất là nhiều cổng thanh toán tương tự như vậy nữa. Tuy nhiên cái độ phổ biến nó không có cao, tôi sẽ không có đề cập ở đây. Sang hình thức thanh toán trực tiếp, nó sẽ gồm có đó là Stripe, Shopify Payment, Shopify Payment thực chất nó là Stripe và nó phát triển riêng cho nền tảng Shopify. À, thứ ba đó là Authorize.net và thứ tư đó là Square. Đây là hai nhóm thuộc hai hình thức thanh toán khác nhau. Vậy thì thanh toán gián tiếp là gì và thanh toán trực tiếp là gì? Tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn hình dung. Đây là một gian hàng dropship, tôi sẽ chọn một sản phẩm bất kỳ. Tiến hành thanh toán. Ở bước thanh toán thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện cổng thanh toán. Đầu hầu hết tất cả các gian hàng đều sử dụng ít nhất là hai cổng thanh toán khác nhau, thuộc hai hình thức khác nhau. Ví dụ như là bạn không nên sử dụng mà vừa là Stripe và vừa là Shopify Payment, hoặc là bạn không nên sử dụng vừa là PayPal, vừa là To check out Đầu tiên là tôi sẽ lựa chọn đó là cổng thanh toán gián tiếp, cụ thể ở đây là PayPal. Thì đối với cổng thanh toán gián tiếp này, sau khi khách hàng đã điền đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin về vận chuyển thì đối với cổng thanh toán gián tiếp, người mua hàng sẽ được chuyển hướng sang cái trang của cổng thanh toán đó, ví dụ như là PayPal. Về lúc này họ cần phải có một cái tài khoản về cổng thanh toán. Trong trường hợp này, người bán muốn là khách hàng cần phải đăng ký một tài khoản PayPal. Nếu như họ không có tài khoản PayPal ở đây thì họ sẽ không có thể thanh toán được. Và trong một trường hợp khác thì khách hàng cũng có thể lựa chọn việc thanh toán thông qua thẻ tín dụng ngay tại cái màn hình PayPal này. Và tuy nhiên bạn có thể thấy là khách hàng mất rất là nhiều bước khác nhau, thậm chí là họ có thể bỏ đơn hàng này bởi vì họ cần phải đăng ký một cái tài khoản PayPal cũng mất khá là nhiều thời gian và không phải ai cũng có thể tự đăng ký được một tài khoản PayPal. Và đối với cổng thanh toán to Checkout out cũng vậy. Còn đối với cổng thanh toán trực tiếp thì sao? Khi mà gian hàng của bạn có liên kết với một cổng thanh toán trực tiếp thì việc thanh toán nó rất là đơn giản. Cụ thể đây đó là Shopify Payment hoặc là Stripe. Họ sẽ nhập trực tiếp thẻ tín dụng của mình vào đây và tiến hành thanh toán. Rất là thuận tiện và đơn giản cho khách hàng. Đây là sự khác biệt rõ nét giữa cổng thanh toán gián tiếp và cổng thanh toán trực tiếp. Thì đối với Shopify chúng ta nên sử dụng các cổng thanh toán nào cho phù hợp? Ở đây tôi có liệt kê đó là đối với cổng thanh toán gián tiếp thì chúng ta nên sử dụng PayPal hoặc là Chu Checkout, còn đối với cổng thanh toán trực tiếp thì chúng ta sẽ lựa chọn một trong các cổng thanh toán như là Stripe, Shopify Payment. Trong trường hợp Stripe và Shopify Payment của các bạn gặp trục trặc thì bạn mới có thể nghĩ đến một cái cổng thứ ba đó là authorize.net. Thì tại sao chúng ta nên lựa chọn các cổng này mà không phải các cổng khác thì chúng ta sẽ đến với cái mục đó là ưu và nhược điểm của một số cổng thanh toán à, từ các ưu và nhược điểm này thì giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn xem chúng ta phù hợp với cổng thanh toán nào nhất không phải tất cả chúng ta đều dùng giống như nhau hoặc là không phải chúng ta đều có những cái điều kiện giống nhau để sử dụng các cổng thanh toán này mà tùy vào tình hình thực tế tùy vào điều kiện thực tế mà bạn sẽ lựa chọn xem cổng nào là cổng chính của chúng ta đầu tiên tôi sẽ nói về cổng thanh toán paypal đối với cổng thanh toán paypal chúng ta sẽ có những ưu điểm như sau thứ nhất là mức độ phổ biến của nó nó được phổ biến và tiên dùng trên toàn thế giới gần như tất cả các khách hàng họ đều quen với cái cổng thanh toán này nói thêm với các bạn đó là nếu như một cái cổng thanh toán trực tiếp như bạn đã thấy khách hàng họ không cần quan tâm và họ ít khi biết được cái trang bán hàng đó đang sử dụng cổng thanh toán nào bởi vì họ đã nhập trực tiếp thẻ thanh toán ở trên trang bán hàng của bạn Tuy nhiên, đối với một cổng thanh toán gián tiếp thì khi mà thanh toán họ được chuyển hướng đến một cái trang khác hoàn toàn với cái trang bán hàng của chúng ta. Như vậy thì khách hàng họ sẽ khá là hoang mang khi mà uh, việc thanh toán nó lại thực hiện ở một cái trang khác và nếu như cái trang này là một cái trang rất là lạ đối với họ, nó không phải là PayPal hoặc là To Check Out mà nó là một cái trang khác hoặc là một cái cổng thanh toán nội địa khác thì rất khó để mà khách hàng tin tưởng và nhập thẻ thanh toán của mình vào. Cho nên đối với một cổng thanh toán gián tiếp thì cái thương hiệu nó rất là quan trọng. Ở ưu điểm thứ hai đó là việc đăng ký và thiết lập dễ dàng. Bạn có thể thấy là việc đăng ký một tài khoản PayPal rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cung cấp một số các cái thông tin cá nhân và liên kết với ngân hàng của mình và xác minh danh tính như vậy là xong. Và thứ ba đó là bạn có thể dùng chính cái thông tin cá nhân của mình ở Việt Nam để đăng ký. Thứ tư nữa đó là nó tích hợp sẵn ở trong Shopify. Chúng ta chỉ việc liên kết giữa Shopify và PayPal. Bạn không cần phải thiết lập một cách phức tạp. Và ưu điểm nữa đó là nó phù hợp với dropshipping trên tất cả các nền tảng như là Shopify, WooCommerce, BigCommerce. Đây là những cái ưu điểm mà nổi bật nhất của PayPal. Ở bên cạnh những ưu điểm thì chúng ta sẽ có những cái nhược điểm như sau. Và đầu tiên phải kể đến đó là phí giao dịch khá là cao. Tất nhiên thì nó không phải là quá cao. Khi mà chúng ta tích hợp nó trên Shopify thì nó sẽ được gọi là một cổng thanh toán bên thứ ba Mỗi một giao dịch thì PayPal nó sẽ lấy của chúng ta là 2,9% cộng với 0,3 đô trên mỗi giao dịch hay có thể nói là trên mỗi đơn hàng của khách hàng. À, thứ hai đó là việc dễ dàng bị khóa một cái tài khoản PayPal nó luôn là vấn đề ám ảnh đối với các seller. Bởi vì PayPal là một cổng thanh toán dễ sử dụng, dễ đăng ký cho nên họ cần phải có một cái chương trình để bảo vệ người mua, để bảo vệ người tiêu dùng. Chính vì vậy, khi mà tài khoản của chúng ta có bất kỳ những cái bất thường nào Ví dụ như là đăng nhập bất thường hoặc là cái số tiền mà chúng ta nhận nó tăng một cách đột biến thì lúc này PayPal nó sẽ khóa tạm khóa lại và yêu cầu chúng ta xác minh. Nếu như chúng ta xác minh thành công, chúng ta chứng minh được nguồn tiền, chúng ta chứng minh được tất cả các giao dịch đều là hợp pháp thì tài khoản sẽ được mở và chúng ta tiếp tục sử dụng. Một nhược điểm thứ ba đó là thời gian rút tiền về là khá là lâu. Khi khách hàng thanh toán cho bạn, tiền bạn có thể thấy ở trong tài khoản PayPal của mình. Tuy nhiên chúng ta không thể rút ngay về tài khoản ngân hàng được mà bạn cần phải chờ. Đối với những tài khoản mới thì chúng ta cần phải chờ tối đa là 21 ngày. Và trong quá trình kinh doanh, tài khoản của chúng ta nó tăng dần cái độ uy tín. Bạn thường xuyên cung cấp các mã tracking, mã vận đơn cho PayPal thì tài khoản của chúng ta nó sẽ tăng cái độ uy tín dần lên và thời gian chúng ta rút tiền từ PayPal về ngân hàng nó sẽ rút ngắn xuống. Và một nhược điểm tiếp theo như tôi đã nói đó là ở PayPal là một cổng thanh toán gián tiếp, và đối với một cổng thanh toán gián tiếp thì khách hàng sẽ bị chuyển hướng khi thanh toán, và đồng nghĩa với việc là khách hàng sẽ mất nhiều các thao tác hơn. Chính vì mất nhiều thao tác cho nên là cái tỷ lệ mà khách hàng bỏ rơi đơn hàng giữa chừng nó cũng sẽ cao hơn so với cổng thanh toán trực tiếp. Ở đây là các ưu và nhược điểm của cổng thanh toán PayPal. Ở tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cổng thanh toán to check checkout hay có tên mới đó là Verifone. Thu out thì nó cũng giống như là PayPal. Nó chấp nhận nhiều phương thức thanh toán và nó có một đặc điểm hay nữa nó là chính thu check out chấp nhận thanh toán cả với phương thức thanh toán là PayPal. Có nghĩa là khi bạn sử dụng thu check out, bạn vẫn có thể nhận được tiền từ một tài khoản PayPal khác của khách hàng thanh toán cho bạn. Đây là một cái tính năng cũng khá là hay. Ưu điểm thứ hai đó là nó hỗ trợ toàn cầu ở hơn 200 quốc gia và rất là nhiều loại tiền tệ cũng như là ngôn ngữ khác nhau. Quốc gia nào cũng có thể thanh toán cho bạn thông qua ChuChicout. đưu điểm thứ tư đó là nó tích hợp dễ dàng. Chúng ta có thể dễ dàng tích hợp nó trên Shopify hoặc là trên các nền tảng thương mại điện tử khác. Đây là những ưu điểm của ChuChicout. À bên cạnh đó thì nó có nhược điểm đó là phí giao dịch cũng khá là cao là 3,5% cộng với 0,35 đô la trên mỗi giao dịch. Nó cao hơn một chút so với PayPal nhược điểm thứ hai đó là đây là một cổng thanh toán gián tiếp cổng thanh toán gián tiếp thì các bạn đã biết nó giống như là paypal nhược điểm thứ ba đó là nó khó đăng ký cũng là một cổng thanh toán gián tiếp nhưng thu check out khác với paypal khi bạn đăng ký bạn cần phải có một website bán hàng và thu check out họ đánh giá website của chúng ta tương đối là kỹ họ sẽ đánh giá về sản phẩm xem là sản phẩm của các bạn có vi phạm chính sách hay không có an toàn với người mua hay không có phải là hàng cấm hay không à, thứ hai nữa là các cái chính sách của chúng ta trên cái trang bán hàng này nó có phù hợp hay không? Ví dụ như là các chính sách về đổi trả, bảo hành, hoàn tiền vân vân. Thì họ xét duyệt tương đối là kỹ. nhược điểm thứ tư đó là nó hạn chế đối với dropshipping. Ở trên trang chính sách của Chu Checkout họ cũng ghi rõ đó là họ hạn chế đối với dropshipping. Cho nên nếu như bạn muốn sử dụng Chu Checkout thì bạn phải làm cho cái trang bán hàng của mình nó không giống với dropshipping. Có nghĩa là bạn phải trau chút cho trang bán hàng của mình cái thời gian ship hàng của các bạn bạn cũng nên để cho nó ngắn hơn và làm sao nó khác với một cái trang bán hàng dropshipping là được và cuối cùng nhược điểm cuối cùng đó là việc hỗ trợ khách hàng nhiều bạn cũng đã biết thì việc hỗ trợ của từ chu Check Out nó tương đối lâu nó không được kịp thời so với những cái cổng thanh toán khác thì đây là những ưu và nhược điểm của chu Check Out theo kinh nghiệm của mình thì nếu như bạn đã đăng ký được PayPal thì bạn nên sử dụng PayPal còn trường hợp mà Paypal của các bạn bị khóa và không thể sử dụng được nữa thì bạn mới nên nghĩ đến chuyện là đăng ký một cổng thanh toán to check out. Thì đây là hai cổng thanh toán gián tiếp mà bạn nên sử dụng khi kinh doanh ở trên trang bán hàng Shopify. Như bạn đã biết thì Stripe là một cổng thanh toán trực tiếp nổi tiếng nhất hiện nay và được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Và Stripe có những ưu điểm như sau đó là đầu tiên đó là nó tích hợp API mạnh mẽ bạn có thể thêm nó vào rất nhiều các nền tảng thương mại điện tử khác nhau. ưu điểm thứ hai đó là việc trải nghiệm người dùng liền mạch. thì đương nhiên đây là một cổng thanh toán trực tiếp cho nên là khách hàng thanh toán cho chúng ta ngay tại trang thanh toán mà không bị chuyển hướng giống như là PayPal và To check out. tiếp theo đó là phí giao dịch hợp lý, nó thấp hơn so với PayPal và To check out tùy theo nền tảng. ví dụ như bạn sử dụng là Shopify nó sẽ thấp hơn nhiều so với việc chúng ta sử dụng ở trên các nền tảng thương mại điện tử khác như là Google Commerce. Ưu điểm thứ tư đó là nó hỗ trợ đa tiền tệ, nó chấp nhận nhiều loại tiền tệ khác nhau. Ưu điểm tiếp theo đó là thời gian rút tiền nhanh. Sau khi khách hàng thanh toán cho chúng ta thì trong tầm khoảng 3 cho đến 5 ngày tùy tài khoản bạn có thể rút tiền về ngân hàng của mình trong vòng từ 3 đến 5 ngày thậm chí có thể sớm hơn và cuối cùng thì nó cũng phù hợp với dropshipping. Try không có hạn chế đối với dropshipping. Miễn sao chúng ta đáp ứng đủ các yêu cầu trong quá trình mà chúng ta đăng ký. Và chúng ta có các cái cam kết, có các cái chính sách dành cho khách hàng một cách minh bạch và đúng cam kết. Nhược điểm của Try là gì? Thì nhược điểm thì chúng ta có hai nhược điểm chính như sau. Thứ nhất đó là nó không hỗ trợ cho các thông tin cá nhân ở Việt Nam cũng như rất là nhiều quốc gia khác. Ví dụ bạn sống ở Anh, ở Canada, ở Hoa Kỳ, ở Úc, Singapore vân vân, thì bạn có thể dùng chính cái thông tin cá nhân của mình để mà đăng ký một tài khoản Stripe cá nhân. Nhưng hiện tại thì chúng ta không thể thực hiện được cái việc đó bằng cái thông tin cá nhân của Việt Nam mà bạn cần phải à, sử dụng đến các cái dịch vụ trung gian để mà đăng ký. Nhưng điểm thứ hai đó là yêu cầu về mặt kỹ thuật. Việc này thì nó không quá phức tạp nếu như bạn sử dụng mà Shopify, nếu như website bán hàng của chúng ta mà tự cốt từ lập trình hoặc là bạn sử dụng các cái nền tảng khác với Shopify thì lúc này bạn cần phải biết một chút về kỹ thuật để có thể chèn và đồng bộ giữa cổng thanh toán với trang bán hàng. Đây là những ưu và nhược điểm của Stripe. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về Shopify Payment. Shopify Payment thực chất nó là Stripe được phát triển riêng cho Shopify. Cho nên việc bạn sử dụng Shopify Payment cũng đồng nghĩa với việc bạn đang sử dụng Stripe và chúng ta chỉ nên sử dụng một trong hai cổng này ở trên trang bán hàng Shopify. Bởi vì nó là Stripe cho nên nó cũng có những ưu và nhược điểm tương đối giống nhau. Ví dụ như là tích hợp về thanh toán liền mạch, có nghĩa là nó tích hợp sẵn ở trên Shopify và chúng ta chỉ việc kích hoạt nó lên nếu như bạn đủ điều kiện. Thứ hai đó là thanh toán trực tiếp đương nhiên đây là một cổng thanh toán trực tiếp thì khách hàng không cần phải bị chuyển hướng sang một trang thanh toán khác thứ ba đó là phí giao dịch thấp thậm chí là nó miễn phí giao dịch bởi vì shopify payment nó của shopify cho nên nó khuyến khích chúng ta sử dụng vì vậy bạn sẽ không bị mất nhiều chi phí trên mỗi giao dịch của khách hàng thứ tư đó là nó chấp nhận nhiều loại tiền tệ cũng như là nhiều loại thẻ thanh toán vi điện tử khác nhau Tiếp đến đó là thời gian rút tiền nhanh. Nó cũng giống như là Stripe. Bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Và cuối cùng đó là tính phù hợp. Nó phù hợp hoàn toàn với dropshipping. Không có một hạn chế nào đối với dropshipping cả. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái nhược điểm như sau. Thứ nhất đó là hiện tại nó vẫn chưa hỗ trợ các cái người bán hàng từ Việt Nam đăng ký. Bạn vẫn cần phải sử dụng các dịch vụ trung gian để mà đăng ký. À, thứ hai đó là phí chuyển đổi tiền tệ. Vì nó có thể chấp nhận được nhiều loại tiền tệ khác nhau, cho nên khi mà khách hàng thanh toán họ sẽ thanh toán bằng cái đồng tiền của họ, sau đó được quy đổi về cái loại tiền tệ mà các bạn nhận và cái việc chuyển đổi này nó sẽ mất một khoản phí gọi là phí chuyển đổi tiền tệ. Và nhược điểm cuối cùng đó là nó chỉ sử dụng được ở trên nền tảng Shopify mà thôi. À, như Stripe bạn có thể sử dụng ở rất nhiều nền tảng khác nhau để mà nhận tiền, nhưng Đối với Shopify thì bạn chỉ sử dụng được nó trên chính nền tảng này. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn 4 cổng thanh toán mà chúng ta nên sử dụng ở trên nền tảng Shopify trong kinh doanh nói chung và dropshipping nói riêng. Vậy thì đối với một người mới, bạn nên sử dụng cổng nào? Khi bạn tổng hợp tất cả những cái thông tin mà tôi đã cung cấp cho bạn thì bạn có thể hiểu được là bạn hoàn toàn có thể sử dụng PayPal hoặc là Two out trong việc nhận thanh toán từ khách hàng của mình và Việc đăng ký hai cổng này là hoàn toàn miễn phí và có thể sử dụng các thông tin cá nhân của bạn ở Việt Nam để mà đăng ký một cách dễ dàng. Tuy nhiên thì nó có nhược điểm đó là thời gian nhận tiền lâu. Thứ hai đó là khách hàng sẽ bị chuyển hướng sang một trang thanh toán dẫn đến việc uh, gián đoạn cái thanh toán của khách hàng và khả năng mất một phần chuyển đổi ở bước này. Tuy vậy nếu như bạn là một người mới mà bạn chưa có đủ khả năng để mà đăng ký các cái cổng thanh toán trực tiếp thì việc sử dụng Paypal và to check out là hoàn toàn hợp lý à, nếu như bạn nhận tiền lâu thì bạn cần phải có một cái kế hoạch về tài chính một cách rõ ràng thì điều đó nó không thành vấn đề đối với bạn thế đây là những chia sẻ của tôi liên quan đến tổng thanh toán quốc tế Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo